Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 3 vừa qua được chia thành hai bảng là bảng học sinh và bảng sinh viên. Với số điểm 381 trên 400, em Phạm Thị Mỹ Duyên, lớp 11D1, trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất bảng học sinh. Điều đáng nói, không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập vượt trội mà Mỹ Duyên còn là tấm gương sáng về ý chí quyết tâm theo đuổi đam mê. Không sôi nổi mạnh dạn như bạn bè cùng trang lứa, nhưng Phạm Thị Mỹ Duyên lại sở hữu bảng thành tích học tập khiến nhiều người đều nể phục. Suốt từ những năm học tiểu học, trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông, Mỹ Duyên đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng ở top đầu của lớp, của trường, đặc biệt là ở môn tiếng Anh. Để theo đuổi niềm đam mê của mình, ít ai biết rằng em từng bỏ qua cơ hội xét tuyển nguyện vọng vào lớp chuyên Pháp, trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, và thay vào đó là lớp chọn D1, trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Và cũng nơi đây đã mang đến cho Mỹ Duyên thêm nhiều cơ hội trải nghiệm với môn học yêu thích. Để học tốt cái môn học, đặc biệt là môn tiếng Anh, thì cái cần nhất là cái yếu tố chăm chỉ, chuyên cần. Còn với đó thì cái bản thân em học sinh là phải rất là quyết tâm. Là chị cả, trong gia đình có ba chị em, bố là lao động tự do, mẹ là nhân viên trạm y tế xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Mỹ Duyên sớm thấu hiểu những vất vả khó khăn của gia đình nên em càng quyết tâm tự học và giải nhất ở bảng thi học sinh trong cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 3 vừa qua đã minh chứng cho nỗ lực ấy. Về 4 kỹ năng cơ bản của tiếng Anh, đó là nghe, nói, đọc, viết, thì em ôn song song cả 4 và để vừa tăng kỹ năng và vừa đỡ nhàm chán ạ. Còn tư vấn thì em học theo chủ đề qua sách, báo, tin tức, vân vân. Qua hội thi thì kinh nghiệm em rút ra được đó là mình cần phải cố gắng trau dồi thêm nữa cái kiến thức của mình để sau này có thể làm hoàn thành cái ước mơ làm những công việc liên quan đến ngoại ngữ. Được tổ chức theo hình thức trực tuyến, cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc lần thứ 3 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vừa qua được chia thành hai bảng là bảng học sinh và bảng sinh viên, và em Phạm Thị Mỹ Duyên là gương mặt tiêu biểu của Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất bảng học sinh với số điểm 381 trên 400. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như cả các bộ đoàn đã triển khai sâu rộng và đồng bộ các giải pháp. Trong đó thì chú trọng hoạt động tuyên truyền, mục đích, ý nghĩa và vai trò tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ. Qua đó thì cũng là phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, đoàn trường học để thành lập mới, duy trì các câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ ngoại ngữ, đồng thời nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay cũng như là các gương điển hình trong việc đẩy mạnh phong trào học tập về ngoại ngữ. Chia sẻ bí quyết học tập của mình, Phạm Thị Mỹ Duyên cho rằng điều quan trọng nhất là sự chăm chỉ. Và chính câu chuyện đẹp của em đã góp phần truyền cảm hứng, động lực cho nhiều bạn trẻ trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.